collagen làm thành như thế. Mình mấy cái mấy cái gội đầu thật sạch, không cần phải xả lại nước. Gội đầu thật sạch nha, không cần phải xài dầu xả. Lấy một lượng vừa phải ra ta, mình chét đều lên, góc nhất là cái đuôi tóc nè, chét đều lên. Xong, tốt nhất là mấy chế lấy một cái cọng nịt thun á, mấy chế buộc chặt lại. Đặng cho nó đừng có nhiễu á, xong mấy chế để từ 15 đến 20 phút. Ok. Rồi chị Nguyên Nguyễn Thi ơi, cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Chị là khách mới bên em không, cho em xin số điện thoại. Cái ủ tóc nó tốt mà. Dạ, không còn. Chế nào muốn mua nữa thì em đang lấy của chị Hồng nên chứ em hết rồi. Còn chị dưỡng mặt hả? Chị xài cái Oxen đi. Nếu mà chị chưa dưỡng gì xài Oxen đi, nó nhẹ. Cái đó ok mà. Này hai hộp này của chị Na nè. 400